ngày 30 tháng 3, một máy bay quân sự của Australia thuộc lực lượng tham gia tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích của Malaysia đã phát hiện được thêm ít nhất 4 vật thể tại khu vực biển Nam Ấn Độ Dương. Theo đó, có thể dấy lên hy vọng tìm thêm được những manh mối về chiếc máy bay mất tích đầy bí ẩn này. Trong ngày 30 tháng 3, chúng tôi đã xác định được nhiều vật thể ở dưới nước, trong đó có ít nhất 4 vật thể màu vàng. Mỗi vật thể có kích thước lớn hơn 2 mét. Tuy nhiên, hiện chưa thể khẳng định được nguồn gốc của những vật thể này. Trong 2 ngày qua, lực lượng tìm kiếm của Australia đã phát hiện thêm nhiều vật thể trôi nổi trên biển ở khu vực Nam Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ những vật thể phát hiện được liệu có phải là mảnh vỡ của máy bay MH370 hay không. Cùng ngày, Australia cũng đã quyết định thành lập một cơ quan điều phối có nhiệm vụ điều phối hoạt động tìm kiếm của nước này, duy trì kênh liên lạc và phối hợp với các lực lượng tìm kiếm quốc tế trong hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 tại Nam Ấn Độ Dương. Trung tâm điều phối này sẽ được đặt tại thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Úc. Ngoài ra, Australia cũng đã cử tàu chiến Ocean Shield được trang bị thiết bị định vị hộp đen của máy bay cùng thiết bị lặn không người lái lên đường cùng tham gia vào lực lượng tìm kiếm quốc tế. Hiện các lực lượng tìm kiếm quốc tế gồm 10 tàu và 9 máy bay đang nỗ lực chạy đua với thời gian với hy vọng sớm xác định được vị trí của chiếc hộp đen của máy bay MH370 được cho là đã rơi tại khu vực biển Nam Ấn Độ Dương trước khi nó ngừng hẳn hoạt động dưới đáy đại dương, mang theo toàn bộ những điều bí ẩn về chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines này. Khu vực tìm kiếm MH370 hiện rộng khoảng 319.000 km², rộng hơn gấp 4 lần so với vùng tìm kiếm cũ và cách đó khoảng 1.100 km về phía đông bắc, cách thành phố Perth của Australia khoảng 1.850 km.